Kính thưa tất cả quý khán thính giả, góc nhìn Hoàng Duy Hùng. Chiều thứ sáu ngày 24 tháng 2 năm 2023 từ thành phố Nha Trang. Thưa quý khán thính giả, mấy ngày hôm qua tôi đọc trên mạng Facebook về lá thư của người con bà Nguyễn Phương Hằng gửi cho Viện Kiểm sát và Bộ Công an đề nghị là không nên để cho bà nguyễn phương hằng đi thử nghiệm về tâm thần vì trước đó ông huỳnh uy dũng đã viết đơn xin kiểm nghiệm tâm thần cho bà nguyễn phương hằng trong lá thư của người con của bà nguyễn phương hằng là ông tuấn nói rằng mẹ của ông không có bị gì hết đâu chỉ có sơ sơ về cao máu về rối loạn chứ không có bị một gì hết không thể nào mà đưa mẹ của ông đi xét nghiệm tâm thần vì nếu mà xét nghiệm tâm thần thì rất nguy hiểm cho mẹ của ông theo như những gì mà tôi đọc trên mạng nói rằng ông tuấn cho rằng nếu mẹ của ông đi thử nghiệm tâm thần thì ở trong việt nam này khó mà lường lắm vì có người có thể mua chuộc được bác sĩ tâm thần để giả mạo kết quả hoặc là làm gì đó người đó chưa có tâm thần thì cũng trở nên tâm thần luôn đó là nguyên do thứ nhất mà ông tuấn không muốn cho mẹ ông đi xét nghiệm tâm thần nguyên do thứ hai ông cho rằng xét nghiệm tâm thần như thế thì nếu mà lỡ chuyện gì thì mẹ của ông không còn có đủ khả năng để điều hành vốn mà mẹ của ông đã đóng góp vào trong công ty đại nam mà trước đây mẹ của ông là tổng giám đốc điều hành nếu mẹ của ông không thể nào mà đứng điều hành hay là có những gì trực tiếp với vốn mà bà đã bỏ ra trước đây thì như thế rất thiệt hại cho mẹ của ông. Ai cũng hiểu rằng thiệt hại cho bà Nguyễn Phương Hằng thì tức là quyền thừa kế hay những quyền gì trực tiếp đến người những người con như ông Tuấn thì ông Tuấn cũng sẽ bị khó khăn hoặc mất phần. Do đó ông nói rằng không thể nào mà xét nghiệm tâm thần đối với mẹ của ông. Ông còn cho rằng xét nghiệm tâm thần như thế thì một hình thức nào đó để cho ông Huỳnh Uy Dũng chạy tội. Vì ông cho rằng trước đây khi ông Huỳnh Uy Dũng và bà Nguyễn Phân Hằng lên gặp công an thì công an đã khuyên là hai người không nên làm livestream nhiều không nên nói về những người khác nữa hãy khuyên nhau kềm hãm lại đừng để cho mà nói chuyện tràn lan trên mạng xã hội nhưng theo lá thư mà ông tuấn con trai của bà nguyễn phương hằng nói ông huỳnh uy dũng về không có khuyên can mẹ mình mà nhiều khi còn khích thêm để cho mẹ của mình nói livestream tùm lum hết tràn lan nhiều khi nói ẩu và vì như thế mới dính tội nặng ít nhất đó là ba lý do mà ông tuấn đã nêu ra và nhiều người bình luận cho rằng như thế thì ông huỳnh uy dũng là một ngụy quân tử là một người bị mở ngoặt và đóng ngoặt bà nguyễn phương hằng cấm sừng và ông biết nhưng ông nhấn nhịn đợi khi gặp thời cơ thì ông mới ra tay và ông ra tay kiểu này thì một là bà Nguyễn Phương Hằng tâm thần luôn hai là phải đi tù múc chỉ cà na và như thế thì ông đã trả được mối hận mà bị cấm sừng đó là bình luận của những người tôi cho rằng không có sự thiện cảm với ông Huỳnh Uy Dũng. Nhưng hôm nay tôi đóng góp ý kiến của tôi với cái nhìn của luật sư mà tôi đã hành nghề mấy chục năm ở tại nước Mỹ. Điều thứ nhất khi mà những người làm những việc mà các luật sư cho rằng khó có cách nghĩa bình thường thì thân chủ thường thường bị bệnh hoang tưởng tức là bị bệnh schizophrenia nhị nhân cách nhiều khi tưởng tượng ra nhiều thứ và vì như vậy trong quá khứ bản thân tôi là một luật sư cũng thường yêu cầu tòa cho thân chủ của mình đi giám định về tâm thần đây là một trong những kỹ thuật mà có lẽ hữu hiệu nhất vì một khi thân chủ của mình được bác sĩ chứng nhận là tâm thần thì một người tâm thần trước tòa án luật pháp không có chịu trách nhiệm với hành vi của mình và vì như vậy tòa án thường gửi người đó đi vào một bệnh viện chữa trị một thời gian một hoặc hai năm sau đó thì tha cho người đó những trường hợp như vậy thì những nạn nhân mà thân chủ đã có hành vi xúc phạm đến những nạn nhân đó không chịu thì họ mới kêu với tòa án chúng tôi không muốn người này đi giám định tâm thần. Nhưng mà giám định tâm thần hay không là do luật sư trình bày các dữ kiện trước tòa án và tòa án cân nhắc với công tố viện ở bên Mỹ, ở bên đây là viện kiểm sát, đồng ý hay không đồng ý đưa người đó đi giám định tâm thần. Việc mà ông Tuấn phản đối không cho giám định tâm thần trên bà Nguyễn Phương Hằng là một trong những nhân chứng, những dữ kiện để tòa và viện kiểm sát cân nhắc chứ không có thể nào là sự quyết định được. Nếu những người như là bà Hàng Ni là một trong những nạn nhân của bà Nguyễn Phương Hằng hoặc ông Nguyễn Hoài Linh, vân vân các nghệ sĩ mà bị bà Nguyễn Phương Hằng có những hành vi làm nhục, làm tổn thương, những người đó viết đơn lên trên tòa án thì tòa án sẽ cân nhắc chuyện này rất là kỹ lưỡng. Trong trường hợp này những người đó chưa có viết đơn chống đối thì việc mà tòa án cân nhắc để đưa bà Nguyễn Phương Hằng đi giám định tâm thần thì theo tôi là một khả năng rất cao vì trường hợp này không phải chỉ xảy ra cho bà Nguyễn Phương Anh mà xảy ra hầu hết trên toàn thế giới những người hành nghề luật sư như tôi nói bản thân tôi cũng dùng kỹ thuật này để mà giúp cho thân chủ của mình thoát tội khi thấy thân chủ của mình có những hành động hoặc những suy nghĩ lệch lạc mà một người bình thường không có đó là điểm thứ nhất tôi muốn trình bày. Điểm thứ hai tôi nghĩ rằng người con trai của bà Nguyễn Phương Hằng không hiểu nhiều về pháp luật nên ông mới có những lời trách ông Huỳnh Huy Dũng. Trước đây ông Tuấn cũng đã từng nộp đơn lên xin bảo lãnh cho mẹ của ông bà Nguyễn Phương Hằng tại ngoài hầu tra với số tiền mà ông nói ông bỏ ra 10 tỷ để bảo lãnh cho mẹ của ông. Và một thời ở trên mạng xã hội Facebook và Youtube, nhiều người ồn ào nói rằng bà Nguyễn Phương Hằng ra khỏi tù rồi vì đã được con trai của bà ông Tuấn Bảo Lãnh. Và những người thương mến bà Nguyễn Phương Hằng thì dùng đó như một sự kiện để rồi lại mai mỉa những người nạn nhân khác cuối cùng thì bộ công an cũng đã lên tiếng thời kỳ đó trung tướng tô sô phát ngôn viên của bộ công an khẳng định bà nguyễn phương hằng chưa có bao giờ tại ngoại hầu tra nên việc mà ông tuấn bây giờ nói rằng là ông ấy sẵn sàng bảo lãnh mẹ ông và ông huỳnh uy dũng không chịu bảo lãnh mẹ của ông cho thấy rằng ông huỳnh uy dũng không có một sự tình cảm nào đó lên trên bà nguyễn phương hằng tôi cho rằng đó là sự suy nghĩ rất chủ quan vì một sự kiện xảy ra một khi một người bị bắt vào tù trong thời gian chưa có kết luận chưa có kết hồ sơ thì không dễ dàng gì mà bảo lãnh ra ngoài ngay cả ở bên mỹ cũng thế những vụ án phức tạp khó mà bảo lãnh ngay lập tức được ông huỳnh uy dũng có thương bà nguyễn phương hằng bỏ ra hàng trăm ngàn tỷ để nói rằng bảo lãnh bà để bà được tại ngoại hầu ra thì cũng không có dễ dàng vì quyết định này không phải là của ông huỳnh uy dũng hay là một hoặc hai công an điều tra mà quyết định này còn sự phối hợp giữa công an điều tra và với viện kiểm sát nữa đôi lúc như ở bên Mỹ, tòa án còn hỏi những nạn nhân có đồng ý cho là tại ngoại hầu tra hay không. Nên tôi cho rằng sự suy nghĩ của ông Tuấn con trai của bà Nguyễn Phương Hằng về vấn đề đóng tiền cho bà Nguyễn Phương Hằng tại ngoại hầu tra thì ông Tuấn chưa có hiểu rõ lắm và những lời mà ông trách ông Huỳnh Uy Dũng như thế cho thấy ông chưa có đủ trưởng thành về pháp lý. Tôi xin nói lại chữ trưởng thành pháp lý chứ không phải là trưởng thành trên phương diện xã hội và con người. Đó là điều thứ hai mà tôi muốn chia sẻ. Điều thứ ba không phải là để tôi binh ông huỳnh huy dũng. Nhưng mà câu hỏi được đặt ra là sự thành công của công ty đại nam. Lúc đầu bà Nguyễn Phương Hằng bỏ bao nhiêu vốn? Bỏ bao nhiêu vốn? Theo sự hiểu biết của cá nhân tôi và của nhiều người nói là vốn lúc đầu là của ông Huỳnh Uy Dũng hầu hết. Luật gia đình của Mỹ khi mà vợ chồng cùng nhau xây dựng thì vốn bỏ ra của chồng công vợ thì những phần lời là vợ chồng chia đôi đương nhiên bà nguyễn phương hằng là tổng giám đốc công ty đại nam và công ty đại nam thành công thì những phần lời đó bà nguyễn phương hằng theo luật gia đình của mỹ tôi hành nghề ở mỹ thì tôi nói luật texas thì được chia đôi nhưng nếu mà vốn đó lời đó mà không rút ra vẫn để lại và điều hành lỡ có chuyện gì mà thua lỗ thì cũng chia đối nên bây giờ hỏi rằng vốn của bà nguyễn phương hằng là bao nhiêu ở nước mỹ khi mà vốn đó bị tụt xuống và tôi nói đây là trường hợp bất đắc dĩ thôi trường hợp lỡ có chuyện gì mệnh hệ gì bà nguyễn phương hằng không còn trên cõi đời đi thì tài sản của bà Nguyễn Phương Hằng theo luật của Texas một nửa bà đang có là của ông Huỳnh Huy Dũng. Tức là tài sản chung là một nửa là của ông Huỳnh Huy Dũng rồi. Rồi một nửa của bà Nguyễn Phương Hằng lại của ông Huỳnh Huy Dũng nữa. Thì như thế là ông Huỳnh Huy Dũng được 75% rồi. Đó là một nửa mà một nửa ở đây là một nửa về các tài sản bất động sản. Còn 100% tài sản về tiếng Anh gọi là personal, tức là những tài sản riêng như là vàng bạc, tiền, tiền mặt, nữ trang, stock, thì 100% thuộc về ông Huỳnh Uy Dũng nên suy nghĩ của ông tuấn nghĩ kỹ lại đi nếu mà như thế thì tài sản của bà nguyễn phương hằng mà rớt lại cho các con riêng khó lắm khó lắm không bao nhiêu đâu và vì không bao nhiêu nên sự suy nghĩ của ông tuấn nghĩ chắc là nhiều lắm mình được nhiều lắm bây giờ mình mất phần thì mình tranh đấu và ông nghĩ rằng là mẹ của ông không có bị bệnh tâm thần chỉ có bệnh gọi là cao máu áp huyết rồi rối loạn đôi chút không sao cả không có một cái gì để mà có một sự xót thương hoặc là một gì đó để mà giảm thiểu tội cho mẹ mitigation thì vô tình ông tuấn đang hại mẹ ông ấy chứ không phải là giúp cho mẹ ông ấy vô tình Tôi có nói tôi không phải bên ông Huỳnh Uy Dũng. Tôi chỉ nói trên phương diện của một luật sư đứng từ xa nhìn vào góc cạnh của tôi. Tôi thấy điều này ông Tuấn làm hại mẹ ông ấy chứ không có làm lợi chút nào. Ông càng nói thì ông càng tạo thêm tội và nghiệt cho mẹ của ông. Vì cho thấy mẹ của ông không hề có một sự trao đảo về trên lý luận mà như vậy là xuất phát từ tâm không thành Nên là có sức khỏe thì tấn công người này người nọ Rất nguy hiểm cho mẹ của ông Thưa quý khán giả đứng trên phương diện một luật sư nhìn từ xa vào như thế Thì tôi dự trù Ông Tuấn không hiểu chuyện Tòa án sẽ làm theo ý của ông Huỳnh Uy Dũng cho đi giám định tâm thần để có câu trả lời là bà nguyễn phương hằng có đứng trước tại tòa được hay không đó là quyền của luật pháp vì luật pháp nước nào cũng vậy hết một người ra tòa là phải là một người competent tức là một người có sự minh mẫn mà để có sự minh mẫn một khi ai đó nêu ra vấn đề tâm thần thì tòa trách nhiệm của tòa là phải xét nghiệm và khẳng định là không có thì mới đứng trước tại tòa được. Nên tôi tôi dự trù tòa sẽ chấp nhận cho bà Nguyễn Phương Hằng đi xét nghiệm tâm thần. Trong thời gian mà xét nghiệm tâm thần như vậy kết quả như thế nào thì còn rất quan trọng nơi sự góp ý của luật sư riêng của bà Nguyễn Phương Hằng còn mà bà Nguyễn Phương Hằng nghe theo ý kiến con trai của bà hoặc luật sư của bà nghe theo ý kiến con trai của bà thì hại cho bà vô cùng thưa quý khán giả khi tôi nói về điều này không có nghĩa là tôi ủng hộ hay phản đối những việc làm trước đây của bà Nguyễn Phương Hằng trước đây khi mà bà Nguyễn Phương Hằng nổi tiếng tôi cũng đã từng nói việc mà bà nguyễn phương hằng lên tiếng nói về một số tiêu cực của một vài cá nhân tôi nghĩ rằng điều đó là điều tố cáo nên ngưng tại đó thôi tố cáo là điều tốt nhưng sau khi tố cáo thì đừng làm thêm những việc gì khác không ở trong phận vụ của mình tố cáo xong thì hãy để cho cơ quan chức năng như là công an điều tra và để cho công an có kết luận. Không thể nào tự phong cho mình các chức vụ khác như là công an điều tra và là tòa án luôn. Rồi vung tay vung chân nói những điều về các cá nhân như thế không có trung. Tôi chỉ ủng hộ phần tố cáo, sâu phần tố cáo. Dứt khoát tôi không ủng hộ và lên án. Tôi đã từng nói như thế thì tôi cũng nói như vậy và ngày hôm nay tôi cũng nói như thế quyết định là của bộ công an của viện kiểm sát chứ không phải là của các cá nhân ông uh, Tuấn con trai của bà Nguyễn Phương Hằng nói rằng ông Huỳnh Uy Dũng không có cản ngăn mẹ của ông khi làm livestream thưa quý khán giả tôi có xem một vài clip thì tôi thấy chính ông Huỳnh Uy Dũng đưa tay ra vỗ đùi bà nguyễn phương hằng cản lại nhưng bà nguyễn phương hằng khi ấy rất là hào hứng nói rằng có chết bà cũng lên tiếng bà làm livestream bỏ ông huỳnh uy dũng bà cũng sẵn sàng bỏ nên lời mà nếu tôi nói có thể là ở trên mạng ai đó giả mạo nhưng mà nếu đúng trên những văn thư đó của ông Tuấn Ông nói rằng ông Huỳnh uy dũng Còn suối bảy thêm cho mẹ của ông Thì tôi nghĩ rằng nó lệch sự kiện Sự kiện đó không có trúng Người mà suối bảy bà Nguyễn Phương Hằng nhiều nhất Chính là những Youtubers bẩn Những Youtubers đó lúc nào cũng ca ngợi bà Nguyễn Phương Hằng Lên trên tầng mây xanh bà nguyễn phương hằng say mê trong những lời ca ngợi đó và quên đi thực tế của cuộc sống có người bây giờ đã qua đời rồi ca ngợi bà nguyễn phương hằng như là điểm son của lãnh tụ là ngôi sao sáng dẫn đường trí tuệ cho họ đi theo và những youtubers mà ca ngợi bà nguyễn phương hằng thì được sự giúp đỡ và được view rất là nhiều trong một thời kỳ đó nhưng khi bà nguyễn phương hằng bị công an bắt thì thói đời như thế dậu đổ bìm leo những người đó trốn hết để mặc bà nguyễn phương hằng một mình phải đối diện với pháp luật còn những người kia thì bây giờ như thế nào Thưa quý khán thính giả, không nói một câu một chữ về Nguyễn Phương Hằng. Đó là thói đời. Nếu mà có trách thì ông Tuấn hãy trách những người YouTubers đó. Chứ không phải là vì mà ông nghĩ gì đó tài sản với ông Huỳnh Uy Dũng mà ông trách ông Huỳnh Uy Dũng. Một lần nữa tôi xin khẳng định tôi chưa gặp mặt ông Huỳnh Uy Dũng. Tôi không biết ông Huỳnh Uy Dũng như thế nào ngoài đời và tôi cũng chưa gặp mặt bà nguyễn phương hằng tôi cũng chưa biết mặt bà nguyễn phương hằng ở ngoài đời tôi cũng chưa có nói chuyện tôi cũng chưa gặp mặt con trai của bà nguyễn phương hằng ông tuấn tôi cũng chưa có nói chuyện nhưng tôi có sự suy nghĩ góc nhìn của tôi với tính cách đã hành nghề nhiều năm ở bên mỹ thì tôi thấy những gì mà nêu lên trên mạng xã hội rất là nhiều người quan tâm và có những lời bình luận không chính xác thì tôi xin góp ý những góp ý của tôi đó là góp ý của một người chuyên nghiệp về khía cạnh này tôi chỉ nói trên phương diện pháp luật chứ tôi không nói trên phương diện của cảm tình cá nhân hoặc là xã hội mong quý khán thính giả thông cảm đó là thông tin và góc nhìn của tôi về vấn đề này chân thành cảm ơn tất cả quý khán thính giả theo dõi và xin hẹn gặp quý vị trong chương trình sau